Ngày 29 tháng 10, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố tổ chức liên hoan tiếng hát nhà giáo thành phố Từ Sơn lần thứ nhất năm học 2022-2023. Đến dự liên hoan có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, các đồng chí Ngô Minh Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Lê Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đỗ Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Vũ Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Liên hoan tiếng hát nhà giáo năm nay có sự tham gia của gần 1.000 diễn viên là các thầy cô giáo, những người đang trực tiếp làm việc tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Với 57 tiết mục của 57 đơn vị dự thi được chia ở hai bảng, gồm bảng các đội trường mầm non và bảng các đội trường tiểu học, trung học cơ sở. Các tiết mục văn nghệ đều rất đặc sắc, quy mô và ấn tượng, đã để lại trong lòng người xem những cảm xúc khó quên. Khác với hình ảnh thường ngày trong vai trò là những người thầy, người cô đứng trên bục giảng, hôm nay trở thành những người nghệ sĩ thực thụ để truyền hết những cảm xúc tình cảm của mình, tạo không khí sôi nổi, vui tươi, phấn khởi về lòng yêu nghề, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tình thầy trò, những cống hiến của người làm nghề giáo qua những lời ca điệu múa. Mỗi tiết mục được các tập thể cá nhân mang đến cho liên hoan một màu sắc với những ý tưởng, cách biểu diễn và những phong cách trình bày theo nét đặc sắc riêng, chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc qua những lời ca tiếng hát, những điệu múa nhẹ nhàng, uyển chuyển, tinh tế đã được các đơn vị đầu tư công phu và chất lượng. Khi mà được đắm chìm trong những lời ca câu hát ấy, thì hầu như là tất cả mọi cái mệt mỏi trong giờ dạy hay là những căng thẳng khi soạn giáo án lên lớp thì nó cũng được nhường lại cho những phút giây vui vẻ của các thầy cô. Và em nghĩ là không chỉ bản thân em, bản thân trường tiểu học Đình Bảng 1 mà còn tất cả các trường khác trên địa bàn thành phố, các thầy cô cũng rất vui vẻ, hào hứng với cuộc thi và đặt rất nhiều tâm huyết. Và em mong rằng là hội thi năm nay sẽ thành công và sẽ thành công hơn nữa khi mà sẽ tạo được động lực cho các thầy cô được sống, làm nghề và cũng có những phút giây thư giãn thoải mái cùng với những câu hát, lời ca. Để chào mừng kỷ niệm 45 ngày Nhà giáo Việt Nam, thì Ban giám hiệu nhà trường và Công đoàn nhà trường đã có kế hoạch dưới sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo đã rất quan tâm đến hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ. Thì nhà trường đã có kế hoạch thành lập đội văn nghệ và tập luyện ngay từ những ngày đầu tháng 10. Thế và đội ngũ ngoài những cái giờ học chính khóa trên lớp thì các cô sau những cái giờ học đó đều háo hức tham gia rất là nhiệt tình. Và tâm huyết của các cô, mong muốn của các cô đến với liên hoan lần này là mong muốn được cống hiến một tiết mục mà với số lượng tham gia đại đa số trong tập thể của nhà trường và mang đến tiếng hát, lời ca tiếng hát về Đảng, về Bác, về đất nước và hòa chung với không khí để chúc mừng các thầy cô nhân dịp kỷ niệm 45 ngày Nhà giáo Việt Nam. Thông qua liên hoan này thì chúng tôi đánh giá được liên hoan đã thành công ở những mặt như sau. Thứ nhất, về công tác chuẩn bị, các nhà trường, phòng giáo dục đã có việc chuẩn bị rất là kỹ cho việc liên hoan, dẫn đến là cái không gian tổ chức liên hoan tiếng hát và tất cả những cái điều kiện để tổ chức thì rất là tốt. Cái thành công thứ hai, thông qua cái liên hoan tiếng hát này thì đã tạo ra cho các nhà giáo trên địa bàn toàn thành phố một cái tâm thế vui tươi, phấn khởi, và thông qua cái này thì cũng khẳng định được những tài năng của các thầy các cô. Và cái thành công thứ ba là chúng tôi mong muốn là thông qua cái liên hoan này thì sẽ tạo sự gắn kết không chỉ các thầy cô trên trong nhà trường mà là các trường trên địa bàn toàn thành phố có cùng chung những cái việc làm, những cái chia sẻ, những cái cách làm hay của mỗi trường. Liên hoan tiếng hát nhà giáo là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo, tri ân sâu sắc đến các thầy cô giáo, tạo động lực để các trường thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm học 2022-2023, đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ trong cán bộ giáo viên tại các trường. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã lựa chọn và trao thưởng
cho 19 trên 57 tiết mục xuất sắc, 25 giải toàn đoàn bảng A khối mầm non, 32 giải toàn đoàn bảng B khối tiểu học và trung học cơ sở. Với tiết mục Ở rừng nhớ anh của trường trung học cơ sở Đình Bảng đã xuất sắc đạt giải nhất toàn đoàn bảng B và giải nhất tiết mục xuất sắc. Ở giải toàn đoàn bảng A khối mầm non, trường mầm non Tương Giang 1 đã đạt giải nhất với liên khúc Chùa Tiêu Quê Em, Vườn Ươm Cổ Tích. Liên hoan tiếng hát nhà giáo thành phố Từ Sơn lần thứ nhất năm học 2022-2023 là một trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và chào mừng một năm thành lập thành phố Từ Sơn mùng 1 tháng 11 năm 2021, mùng 1 tháng 11 năm 2022 của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố.